Trận thương giữa Liverpool và Man City diễn ra đúng như kỳ vọng của các cổ động viên. Sự hấp dẫn xuất hiện suốt 100 phút thi đấu khi mà cả hai đội đều đã chơi hay nhất có thể. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của ông Michael Oliver, chủ nhà Liverpool đã tạo ra sức tấn công và dồn ép đội khách Man City với những tình huống ép sân liên tục, khiến cho khung thành của đối thủ liên tục chao đảo. Thế nhưng khi đang hừng hực khí thế, The Com nhận ngay một gáo nước lạnh từ trung vệ John Stone trong một tình huống tham gia tấn công. Kevin Brenner là người đã có đường truyền sắc sảo, khiến cả hàng thủ Liverpool bất ngờ trước khi đồng đội đã tung mảnh lưới của đối phương. Sang hiệp 2, The Com tiếp tục là đội chơi lấn lướt hơn, và điều gì đến cũng đã đến. Xuất phát từ đường truyền sai lầm của Nathan Ake, Darwin Núñez nhanh chân hơn trong tình huống phá bóng của thủ môn Ederson và chủ nhà được hưởng penalty. Mac Allister không mắc sai lầm trên chấm 11m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại, Man City đứng vững trước những đợt tấn công vũ bão của Liverpool và tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 100. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng đáng lẽ Liverpool phải có thêm một quả penalty nữa. Phút 90+9, bóng lộn xộn trong vòng cấm của đội khách. Alexis Mac Allister lao vào tranh chấp rồi ngã xuống sau pha ra chân của Jérémy Doku. Đáng chú ý, tình huống này diễn ra trong vòng cấm màn xanh. Những tình huống quay chậm cho thấy đúng là chân của Doku đã đạp vào ngực của cầu thủ bên phía đội chủ nhà, nhưng cầu thủ của màn xanh cũng đã có động thái thu chân lại trong tình huống vào bóng của mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đó là tình huống cao chân, kể cả có thu chân vào thì vẫn phải bị thổi phạt. Trọng tài chính đã tham khảo VAR, nhưng sau đó quyết định không cho Liverpool được hưởng 11m. Theo bình luận viên Peter Drury của Sky Sports, Stuart Attwell, trọng tài điều hành VAR đánh giá pha va chạm của Doku là hợp lý, cũng như không bị xem là cao chân. Quyết định này vấp phải sự phản đối của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Pha bóng này cũng được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một người viết: "Trọng tài đã lấy đi chiến thắng của Liverpool, đó phải là một quả phạt đền." Người thứ hai ủng hộ: "Đó là pha bóng của một môn võ nào đó chứ không phải là bóng đá. Thật kỳ lạ khi trọng tài không thổi 11m." Người thứ ba bình luận: "Quyết định khó hiểu của trọng tài, một lần nữa Liverpool lại bị sửa ép." Bên mình vực lại cho rằng Doku không phạm lỗi. Doku đã chủ động thu chân lại, cô ấy không cố ý trong tình huống vào bóng. Trọng tài đã có lý khi không thổi phạt đền. Một người khác ủng hộ: Doku không cố ý khiến cho Mac Allister bị tổn thương. Tôi nghĩ đó không phải là một pha phạm lỗi. Tờ Sport People đồng tình với các quan điểm ủng hộ Liverpool bị cướp mất quả penalty. Thực sự quá sốc khi trọng tài không cho Liverpool hưởng phạt đền. Nhìn pha bóng cứ như Doku thực hiện cú đá karate vào ngực Mac Allister. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao trọng tài lại không có hình phạt nào hướng đến cầu thủ này. Liverpool bị cướp quả phạt đền trắng trợn. Huyền thoại Gary Neville cũng có bình luận tình huống kể trên. Cựu danh thủ MU cho rằng Doku đã thực sự may mắn khi không bị trọng tài thổi phạt. Cựu tiền vệ Joe Barton, dù là người cũ của Man City, cũng khẳng định đội khanh đã thoát chết hú hồn hú vía. Theo ghi nhận từ ống kính máy quay truyền hình, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã tỏ ra khá bực mình. Ông quyết định tiến tới các trọng tài khi trận đấu khép lại để chất vấn tình huống Liverpool không được hưởng phạt đền. Chia sẻ sau trận đấu với Sky Sports, Klopp nói: "100% đó là tình huống phạm lỗi. Tôi nghĩ điều đó đáng để nói đến. Bạn có đưa ra một quả phạt đền trong tình huống này không? Không phải và ở đó để đưa ra quy định đúng đắn hay sao? Tình huống này ở tất cả các vị trí trên sân đều là phạm lỗi 100%. Người ta cho rằng Doku chỉ chạm bóng vì giơ cao chân. Nếu không có bóng, Doku sẽ giết Mac Allister. Đơn giản vậy thôi. Ai yêu bóng đá sẽ nghĩ đây là phạt đền. Nếu không nghĩ như vậy, có thể bạn không phải là người hâm mộ bóng đá." Cựu trọng tài Premier League Maidin cũng khẳng định Liverpool xứng đáng được hưởng 11m. "Tôi không thể nghĩ rằng Doku đã chạm vào quả bóng. Đối với tôi, đó có thể là một quả phạt đền. Đó là một quyết định quan trọng của VAR. Anh ấy chạm bóng rất ít, chân của anh ấy phần lớn tiếp xúc với cơ thể của Mac Allister. Theo ý kiến của tôi, thì Doku đã rất may mắn." Trên Daily Mail, một cựu trọng tài khác, ông Mark Clattenburg viết: "Quả bóng nảy lên, Alexis Mac Allister tiến về phía đó. Chân của Jérémy Doku cao mà nó va vào ngực của Mac Allister. Nếu tình huống này xảy ra trong vòng cấm, nó sẽ là một quả phạt chắc chắn. Chỉ vì pha bóng diễn ra trong khu vực cấm địa, khi nó biến thành một pha phạm lỗi không rõ ràng. Vào sáng thứ Hai, Mac Allister có thể chơi trò nối các dấu chấm trên ngực nữa ấy chứ." Bất chấp tính chất của trận đấu, mà thực tế nó diễn ra ở phút 90+8, đây là một pha bóng đáng bị phạt đền. Trọng tài Michael Oliver đã bỏ lỡ tình huống thực tế ở cuối một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi, nên trọng tài VAR Stuart Attwell phải can thiệp. Sự thất vọng nằm ở chỗ, khi nhìn lại trận đấu vào thứ Hai, bạn sẽ thấy các trận đấu đã bị hủy hoại như thế nào bởi các quy định. Mọi người đều có thể thấy, đây là quả phạt đền dành cho Liverpool. Đó là ý kiến của rất nhiều chuyên gia về tình huống. mà có thể quyết định đến chức vô địch của cả mùa giải này. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn quy định của FIFA về lỗi cao chân. Lỗi này được quy định trong luật bóng đá, cụ thể là điều 12, được cho là hành vi của cầu thủ giơ cao chân có thể gây nguy hiểm cho đối phương khi tranh chấp bóng. Lỗi cao chân được chia thành hai loại. Lỗi cao chân nguy hiểm, dangerous play, hành động giơ chân cao hơn mức cần thiết và có thể gây ra chấn thương cho cầu thủ đối phương. Hình phạt cho lỗi này là thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của hành vi. Lỗi cao chân có ý định, intentional foul, hành động giơ cao chân hơn mức cần thiết với mục đích gây tổn thương cho cầu thủ đối phương. Hình phạt cho lỗi này là thẻ đỏ. Một số ví dụ cao chân: giơ chân cao hơn mức cần thiết để tranh chấp bóng nhưng không chạm vào cầu thủ đối phương, giơ chân cao hơn mức cần thiết để tranh chấp bóng và chạm vào cầu thủ đối phương nhưng không gây ra chấn thương, giơ chân cao hơn mức cần thiết để tranh chấp bóng và chạm vào cầu thủ đối phương gây ra chấn thương. Lỗi cao chân trong bóng đá bị coi là nghiêm trọng với những lý do sau. Lỗi cao chân có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ đối phương. Cầu thủ giơ cao chân có thể khiến cho đối phương bị chấn thương đầu, mặt, cổ, lưng, tay, chân, thậm chí là tử vong. Lỗi cao chân làm giảm tính công bằng của trận đấu. Khi một cầu thủ bị chấn thương do lỗi cao chân, họ sẽ không thể tiếp tục thi đấu, khiến cho đội bóng của họ mất lợi thế. Lỗi cao chân làm mất đi tinh thần thể thao của môn bóng đá. Bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi sự kỹ thuật và fair play. Lỗi cao chân là một hành vi phi thể thao, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối phương. Chính vì những lý do này, lỗi cao chân được coi là một trong những lỗi nghiêm trọng nhất trong bóng đá. Trọng tài sẽ xử lý lỗi cao chân tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi. Trong trường hợp lỗi cao chân gây ra chấn thương nghiêm trọng, cầu thủ phạm lỗi có thể bị đuổi ra khỏi sân. Hình phạt cho lỗi cao chân tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của hành vi. Thẻ vàng nếu hành động giơ cao chân hơn mức cần thiết nhưng không chạm vào cầu thủ đối phương, hành động giơ cao chân hơn mức cần thiết và chạm vào cầu thủ đối phương nhưng không gây ra chấn thương. Thẻ đỏ nếu hành động giơ cao chân hơn mức cần thiết và chạm vào người cầu thủ đối phương gây ra chấn thương, hành động giơ chân cao hơn mức cần thiết với mục đích gây tổn thương cho cầu thủ đối phương. Đến đây có lẽ bạn đã kết luận được Doku có xứng đáng bị thổi phạt hay không. Dẫu sao thì quyết định của trọng tài cũng đã được đưa ra rồi. Nếu Liverpool tuột mất chức vô địch vì thiếu 1 hay 2 điểm, chắc chắn khoảnh khắc này sẽ được nhắc đến đầu tiên.